Thưa quý vị và các bạn, khi cả thế giới đã chuyển sang năm 2022, thì cách chúng ta nửa vòng trái đất, người dân đất nước Ethiopia vẫn đang sống ở năm 2014. Vậy điều gì đang xảy ra ở đây? Trong khi hầu hết các quốc gia đang dùng lịch Gregorian, tức là công lịch, gồm 365 ngày trong một năm, thì người Ethiopia dùng loại lịch Coptic có đến 13 tháng. Và trong đó 12 tháng đầu tiên thì có 30 ngày, tháng thứ 13 có 5 ngày hoặc 6 ngày đối với năm nhuận. Điều đó khiến cho họ luôn chậm hơn thế giới từ 7 đến 8 năm và sẽ ăn mừng đầu năm mới vào ngày 11 tháng 9. Theo người dân của nước này thì vào tháng 9, số giờ ban ngày và ban đêm là cân bằng nhau ở mọi nơi trên thế giới. Do đó là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu năm mới. Lý do thứ hai bắt nguồn từ Kinh Thánh, trong đó nói rằng thiên đàng và trái đất được tạo ra vào tháng 9. Bên cạnh đó, tháng 9 còn được cho là thời điểm lý tưởng trong năm, khi hoa nở rực rỡ, thời tiết nắng ấm và dễ chịu. Ethiopia còn là quốc gia duy nhất sử dụng hệ thống thời gian mà đồng hồ 12 giờ được tính từ bình minh đến hoàng hôn và từ hoàng hôn cho đến bình minh. Điều đó có nghĩa là 0 giờ ở Ethiopia tương ứng với 6 giờ sáng ở các nước khác, giữa ngày không phải là 12 giờ trưa mà là 6 giờ chiều. Loại lịch phổ biến nhất thế giới hiện nay là lịch Gregorian, được đặt theo tên của giáo hoàng Gregorio 13. Ông này có công đã giới thiệu lịch này một cách rộng rãi vào tháng 10 năm 1582. Vì sự thông tin chậm trễ và lý do tôn giáo, nhiều nước mãi gần đây mới áp dụng công lịch. Ví dụ như là nước Anh cho mãi đến năm 1752 thì mới theo lịch này, và khi đó phải bỏ bớt 11 ngày ở trong lịch. Và nước Nga thì chỉ theo lịch này sau vào những năm 1917 sau cách mạng tháng 10. Và tại Việt Nam thì Tây lịch đã được áp dụng ở các công sở khi người Pháp ép triều đình Huế nhận nền bảo hộ vào cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên chính thức được dùng kể từ năm 1946 trở đi.